Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Hôm nay xin phép được giới thiệu đến mọi người một cặp chòe sứ men lam và sản phẩm được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam và vẽ tay cảnh là song long trầu mặt nguyệt. Đây là một cái cặp chòe sứ với cái kích thước là cỡ vừa đấy, không quá to để chúng ta có thể bày được trong chiếc cái tủ chè. Mình sẽ quay một vòng trước để cho mọi người nhìn được cái họa tiết vẽ ở trên sản phẩm này. Vẽ cảnh là song long trầu mặt nguyệt nhé. Để tạo ra chiếc chóe như thế này thì sản phẩm sẽ phải được làm từ nguyên liệu là đất sét trắng với cái chất sứ xuyên thấu. Để cho ra được cái chất sứ mà nó xuyên thấu ánh sáng ấy thì cái đất này nó phải là đất tinh khiết. Về mọi người có thể sử dụng một cái đèn này, mọi người dọi vào bên trong cái phần sứ này, nó ánh sáng của nó sẽ xuyên được, chúng ta nhìn nó sẽ như là ngọc ấy. Bởi vì bản thân cái đèn điện thoại này nó hơi bị nhỏ, thành ra là khi mà soi vào cái phần sứ này nó khá là dày, nó chỉ xuyên một ít sáng qua thôi. Mọi người về có thể sử dụng cái đèn pin soi vào bên trong thì nó sẽ xuyên thấu ánh sáng ra. Để xuyên thấu được ánh sáng thì cái chất đất này phải là đất tinh khiết nhé, và nung ở nhiệt độ cao để loại bỏ tất cả các tạp chất để cho ra được cái chất sứ tinh khiết, sứ đẹp. Về kích thước của sản phẩm này là chiều cao là 36 cm, tính từ chân cho đến chóp này khoảng tầm 35,5, tính từ chân cho đến chóp này khoảng 35,5 gần 36. Cái đường kính bụng của sản phẩm là đường kính bụng của nó rơi vào 19 cm. Đường kính bụng là 19, đường kính chân nhé. Đường kính chân của sản phẩm là tầm 14,5. Đường kính chân là 14,5. Cái chất men của sản phẩm này nó sẽ màu hơi màu xanh rong, hơi màu xanh rong, hơi lơ lơ xanh, nhìn như ngọc. Nên mọi người nhìn nó sẽ nhìn nó như là ngọc, với cái họa tiết là màu xanh lam. Mọi người nghe âm thanh, âm thanh nó rất là đanh nhé. Âm thanh của sứ rất là đanh. Đó, đây là dưới đáy này, đây là dưới đáy của sản phẩm. Với cái hàng đất trắng thì cái phần nung ở nhiệt độ 1300 độ C thì cái sứ của nó sẽ trắng như đá. Đây là cái phần chưa phủ men gì cả, thì nó sẽ hơi sần sần và nó trắng tinh như vậy. Hai bên là hình ảnh song long trầu mặt nguyệt, song long trầu mặt nguyệt. Ở trên nắp thì được trang trí họa tiết là vân mây. Trên nắp thì trang trí họa tiết là vân mây. Ở cặp này đang có giá là 4 triệu một cặp. 4 triệu một cặp. Đó, chính vì nó là cái sản phẩm vẽ tay hoàn toàn và cái chất sứ đẹp và cái men này nó hơi xanh ngọc, như vậy là cái giá của nó sẽ là 4 triệu. Nó sẽ không giống như những cái chiếc chóe mà mọi người mua ở ngoài chợ, họa tiết nó dán đề can thì cái giá nó rất là rẻ. Vẽ tay này nó còn liên quan đến cái người vẽ lên cái sản phẩm, và ví dụ như là một cái người mà thợ vẽ lành nghề, vẽ đẹp thì cái giá nó sẽ khác so với là một cái người thợ mới vẽ. Thì họa tiết kỹ hay không thì mọi người cứ nhìn vào cái họa tiết ở trên sản phẩm này, cứ nhìn vào cái họa tiết nó có thần thái và cái cách vẽ họa tiết là phân bố làm sao cho nó hài hòa. Nếu như quan tâm đến sản phẩm thì mọi người vui lòng gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Tất cả những sản phẩm như này chúng tôi đều ship toàn quốc hết nhé. Nếu như mà quan tâm thì mọi người chỉ cần liên hệ, tôi sẽ ship đến tận nhà. Đấy, bây giờ mình sẽ quay sát chi tiết vào cái họa tiết vẽ ở trên đây để chúng ta có cái nhìn rõ nhất về sản phẩm. Một cặp nhé. Bày ở tủ chè với kích thước chóe nhỏ nhỏ xinh xinh và cái chất men xanh ngọc như thế này mà là vẽ tay nữa thì rất là giá trị, rất là giá trị và đẹp. Vẽ tay thì nó sẽ không giống nhau được 100% về cái họa tiết ở trên sản phẩm đấy, không giống nhau được 100%. Và cho dù cùng là một người vẽ, cùng vẽ một thời điểm thì nó cũng chỉ giống nhau là người nó giỏi lắm thì vẽ giống nhau được khoảng 95%, không giống được 100%. Trong lòng cũng phủ men, trong lòng cũng phủ men hết.
Bây giờ mình sẽ quay sát chi tiết vào sản phẩm để chúng ta nhìn rõ nhất được cái chi tiết vẽ ở trên sản phẩm này. Rồi, hiện tại thì mình đang quay sát chi tiết vào cái chỗ này để cho chúng ta nhìn rõ nhất nhé. Đó thì cái chất men của nó hơi xanh xanh, hơi xanh rong ngọc này, hơi xanh rong ngọc. Rồi cái họa tiết mọi người nhìn thấy đây, cái họa tiết được vẽ này, sắc nét nhé, nổi bật các nét đường nét vẽ tay, các đường nét vẽ tay, và chất men thì nó rất là bóng. Đây, phần trên phần nắp này, bác nào mà thích cái men rong thì có thể tham khảo cái mẫu này, thích cái chất men rong thì có thể tham khảo cái mẫu này. Đấy, phần sứ nó trắng chưa, trắng như đá nhé. Rồng vẽ vân mây này, thân rồng này, vảy rồng này, vẽ rất là kỹ. Đây, phần sau mình sẽ cho trước kia lên để cho mọi người xem tham khảo nốt. Đây là chiếc thứ hai nhé, đây là chiếc thứ hai để mọi người xem cái họa tiết vẽ ở trên sản phẩm này. Cả hai họa tiết này men xanh rong rất là đẹp, hình như là ngọc ấy. Đấy, thân rồng mình rồng vẽ uốn lượn với vân mây vẽ rất là có chiều sâu. Cái vảy rồng oánh kỹ từng cái vảy rồng luôn nhé. Đấy, phần chân phần móng rồng này. Xem xong video của mình, nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Mọi người cũng có thể tham khảo thêm rất nhiều những cái sản phẩm mình đã làm thành video chi tiết tại YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.